đó ôn đôi chặt nghe tay mưa gặp ba chùa phật nên có lỗi khởi tới phật sai thì ai bảy đi đi thăm mà mau bảy giờ thôi mà nó ba buồn gì vậy bây giờ có buồn gì vậy bây giờ về lại mang sinh bảy cái buồn đó mình đâu mót thế rồi Yeah.